Chào mừng bạn đã quay trở lại với Coach Phạm Phượng và chúng ta đang ở video thứ 4 trong 5 video chia sẻ về 5 loại bẫy cảm xúc đang cản trở thành công của bạn. Và hãy cùng với Phượng đánh banh chúng nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với video thứ 4, sự quá tải khi bắt đầu theo đuổi mục tiêu mới. Bạn thân mến, khi chúng ta bắt đầu một mục tiêu mới thì hầu hết chúng ta thường đặt những cái mục tiêu ở những cái dạng thường gọi là quá cao so với sức của bạn. Ví dụ như ngày đầu tiên Phượng nói rằng là tôi sẽ giảm cân, và Phượng nghĩ rằng là trời, 2 tháng mình sẽ đặt mục tiêu giảm khoảng 7kg. Và thế là Phượng nỗ lực mỗi ngày, nhưng khoảng một ngày đầu tiên thì vẫn thấy ổn nha. 7 ngày đầu tiên vẫn thấy ổn bởi vì năng lượng đang căng tràn. Thế nhưng đến ngày thứ 10 thì bắt đầu cảm thấy mệt mỏi bởi vì cái áp lực quá lớn. Và đấy cũng chính là những cái mà chúng ta sẽ trải qua thông qua công việc của các anh chị hoặc là những cái mục tiêu của chúng ta trong tương lai. Bởi vì bạn đã đặt một mục tiêu quá lớn và bạn mong muốn rằng là kỳ tích sẽ xảy ra ngay lập tức, dẫn đến là làm chúng ta cảm thấy kiệt quệ và mệt mỏi. Trong công việc kinh doanh cũng vậy. Bạn đang có thu nhập 10 triệu một tháng, nhưng khi tham dự một khóa phát triển cá nhân xong, bạn đặt mục tiêu 100 triệu một tháng ngay lập tức, và dẫn đến là khi bạn đặt mục tiêu bạn làm, bạn nghĩ rằng là mọi thứ sẽ thuận lợi. Nhưng không, trên hành trình đó nó sẽ luôn có những lúc, có những ngày bạn sẽ cảm thấy là năng lượng căng tràn và bạn dễ dàng hoàn thành mục tiêu theo ngày. Thế nhưng sẽ có những ngày bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và nó sẽ làm cho bạn cảm thấy rằng là tại sao mình phải làm điều này nhỉ? Mình cũng có thể đặt mục tiêu thấp hơn mà. Và nó làm bạn thường xuyên là bị cái cảm xúc bối rối, khó chịu, bức bách, cảm thấy quá tải bởi mình đã có quá nhiều những mục tiêu quá lớn trong một thời gian ngắn. Thì tất cả những cái niềm tin này và những cái cảm xúc này nó đều cản trở cuộc sống của bạn. Và bạn nghĩ rằng là người khác không có cái cảm xúc khó chịu như bạn ư? Không. Tất cả mọi người khi đặt một mục tiêu mới, và nhất là khi mà chúng ta áp lực và chúng ta phải hoàn thành trong một thời gian, thì mọi người đều khó chịu như nhau. Bí quyết ở đây để giúp bạn có thể dễ dàng đạt được mục tiêu hoặc là có những mục tiêu mới, đó là thay vì chúng ta quá gấp gáp trong cái việc đặt những cái mục tiêu và dồn ép bản thân rời khỏi vùng thoải mái cũ của mình bởi những thói quen cũ một cách quá gấp gáp, thì hãy cho chúng cái thời gian chờ, hay nói chính xác là hãy rời khỏi vùng thoải mái của bạn một cách từ tốn, và bằng việc là gì ạ? Mỗi ngày chỉ tốt hơn ngày hôm qua một chút xíu thôi, thì bạn sẽ không cảm thấy quá áp lực mệt mỏi, và đương nhiên nó sẽ giúp bạn giữ mục tiêu tốt hơn. Hãy nhớ, thay đổi không bao giờ diễn ra chỉ sau một đêm hay một vài ngày. Thay đổi nó đến từ việc chúng ta liên tục tiến lên. Mỗi ngày chúng ta tốt hơn ngày hôm qua một chút xíu thôi, và bạn sẽ thấy rằng là cái hành trình đó dễ dàng, cũng như là bạn có một cái cảm xúc tuyệt vời hơn khi mỗi ngày bạn đều cảm thấy yes, tôi đã làm được, và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cái điều đó. Và cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Xin chào.